Hôm nay là ngày 15 tháng 8. Xin chào các bạn. Sinh nhật của mèo đã đến rồi mấy bạn ơi. Hôm nay có vẻ hơi buồn chán. Năm nào sinh nhật của mèo mình cũng tổ chức hết chị Panda. Năm nay sinh nhật là mình phải troll mèo các bạn. Mà mình phải troll thế nào? Troll cho mèo khóc trong sinh nhật luôn mấy bạn. Troll cái nào phải ác ác á chị Panda. Hay là bây giờ sao ta? Chiều nay sinh nhật lúc nào mèo cũng stream đăng mèo ăn mừng với các fan của mèo hết á. Chính xác luôn. Bây giờ mình phải làm sao cho mèo không stream được nữa, mèo kiểu gì cũng sẽ khóc. Mình sẽ troll bằng cách phá hư máy tính của mèo. Hợp lý không chị Panda? Nếu mà mình phá hư máy tính của mèo thì mèo sẽ Mẹ sẽ khóc luôn á. Em không biết nữa nhưng mà mình thử đi, tại cái chuyện này gọi là chơi ngu à, nghịch ngu lấy tiếng. Mấy bạn nào thấy video này bổ ích à, đợi cái này không bổ ích nên không, cái này cái cho vui thôi nha mọi người. Là video này vui đúng rồi, các bạn thấy video này vui hay vui. Nhấn like, tại vì đây là lần đầu tiên mảnh hút troll mẹ ngoài đời đúng không ạ? Căng quá em sợ mẹ quá mẹ nhưng mà em có gì bên đây. Ok, bây giờ mình sẽ phá máy tính của mẹ các bạn. Ôi, mở cái kiểu này là máu phanh máy lắm thôi. Cái đó là coi chừng cái nó không phải trao mà hồi làm thiệt luôn á. Làm vậy hồi hư. Đúng rồi. Tại cái gì vậy? Ê, mình trao thôi mà mình cũng phải làm cho nó thực tế vậy luôn hả? Nó cầm nói lý do lý cháu. Rồi, làm như thế đi. Làm như thế đi. Cháu Mỹ nha. Oh my god. Rồi xong rồi hết ơi, kỳ này là chị nói cưng là khổ tới rồi. Xong oh my rồi. God. Mèo ơi. Mèo ơi. Có này vui lắm nè. Cứ lợi nha màn hình con nhìn đi. Rất là đẹp, 7 màu luôn mèo. Đẩy đi mèo ơi. Cái gì vậy? Món quà sinh nhật mới. Đó. Tôi muốn thái cực quyền. Đó, hồi bữa thái cực quyền hết cái màn hình chạm bá lửa rồi. Bây giờ tới thái cực quyền cho màn hình của mèo luôn, kỳ này xong. Rồi xong. Bữa ông đặt vô cái tivi này hết 30 mấy triệu. Giờ ông đặt vô cái màn hình của tôi đó hết. Chết rồi, kỳ này cho. Bất kỳ gì mà cái ghế ông chặn lại. Thì tôi lấy cái ghế tôi chặn lại đó, nhưng mà tôi đạp cái ghế. Đi đạp chơi đó luôn. Một hết giờ chơi. Một hết giờ chơi thôi, tức tích. Đã nói chờ một tí xíu tôi vô. Lúc đó tôi make up lại một tí rồi xong thì ra live stream. Tôi còn làm clip nữa. Là chị nói rồi, đừng có chơi gần quá. Giờ ông tháo cái màn hình này ra, ông thải cái màn hình ra quên cho tôi không? Rồi đem cái màn hình này đi sửa. Sửa không được đâu, cái này mua cái mới, sửa gì? Bấm làm sao bể cái màn hình của tao vậy? Lấy một cái rầm luôn. Không, cái này nhiều khi mình chỉnh là được các mèo. Rồi xong luôn. Đó. Đã sinh nhật ngay mùa dịch là tao buồn rồi, mà giờ còn đi làm vậy nữa. Giúp em đi chị Panda, em tự lấy máy của bà Panda qua 200 mèo ha. Không, chị muốn cho. Bây giờ tháo cái này ra. Cưng làm giờ cưng đền đi. Đền cái màn hình ra quên cho tôi đi, thật kìa còn quên hả? Thì mèo ra đi, tôi tháo tôi đền cho chứ làm dữ. Tôi xài một màn hình được chứ bộ. Ông đặt cái màn hình của tôi rồi đó, tôi làm gì dữ? Vậy tôi đặt cái màn hình của ông, tôi nói ông tôi làm gì dữ không? Gỡ hết dây ra nè, nó sửa được nè. Ủa gỡ dây làm gì, mở cái màn hình ra là được rồi. Nhưng mà phải gỡ dây ra nó sửa chứ. Gỡ cái dây màn hình ra là được rồi. Lỡ điện giật thì sao, tôi đâu biết sửa màn hình đâu. Mở cái màn hình ra thôi, đem cái màn hình đi sửa thôi, chứ gỡ dây máy tính làm cái gì? Đem màn hình qua bên ha. Xong. Nãy giờ làm dữ vậy. Làm gì dữ? Chị Panda có hơn vô nãy giờ tôi với bà Panda chôn mèo mà hình không bị gì đâu. Không bị gì, nó một lỗi không bị gì. Có lỗng nào? Giờ tôi gắm vô mà không lỗng này tính gì? Tính gì cũng tính thôi đó, thử đi. Trời ơi, tôi giả bộ đạp đổ cái ghế làm chi, tôi có phá màn hình của mèo đâu. Nè, gắm vô gắm cho câu này làm gì căng gì. Nè, không dây vô hả? Nhưng bộ không đặt vô cái truyền hình TV đó. Nhưng mà cái này là lỗng giả, cái này là tôi giả bộ làm cho nó lỗng, tôi hù mèo thôi. Chứ không có lỗng, làm sao mà lỗng được. Thiệt, cái này là chỉ là tính tròn mèo thôi đúng không? Vậy nên màn hình em không có hư đúng không? Đúng rồi. Cười. Chỗ đứt hoài. Thiệt không hư không? Thiệt không hư. Trời ơi. Nãy giờ hư là chị Panda làm chó. Bên má hồng thôi đó. To. Đánh lại bên kia nữa. Vậy giờ quánh thêm bên nữa đi. Đó. Nó sáng rồi nè, có hình nè. Đó, mở máy lên là xài ngon lành luôn. Mở máy lên thì xài thôi. Bình thường. Máy dây nè, nãy là tôi giỡn thôi. Nãy tôi tháo lỏng dây thôi. Mở máy chưa, sao có thùng máy tính không mở lên mà cái màn hình nó lại mở. Thì cái này nó chơi ngoài tầm dự đoán của mình các bạn ơi. Chịu mấy ghế nè. Chưa. Nguồn cắm đầu thì đút vô điện giật luôn á. Có còn dây gì lắm. Con mèo bây giờ có cắt thùng này không con? Không. Đâu cần nhắn nhắn lại coi. Nghe mùi gì vậy mèo ơi? Rồi xong mùi khét chứ mùi gì. Tại mày nè, đi đây. Cái thừa. Có khói gì mình ơi. Rồi. Có khói. Họ cần cứ rút dây điện ra đi coi chừng nãy con nghiêm lộn dây á, dây màn hình nghiêm lộn á. Có khói. Ừ. Có mùi khét luôn hả? Chết cha không? Ê, rút hết dây ra đi. Hồi nãy em rung rung cái cạnh đồ quả cho nên em cháy á. Trời đất. Nãy mình chỉ làm cái màn hình thôi, mình có làm gì đó đâu. Mà nãy em lắc mặt nó hả? Quá. Lúc rút dây màn hình đó phải không? Lấy máy chị cho nên nè. Không, nãy cưng làm.
máy chị cùn lắm. Dạ, bạn cảm muốn mua máy mới cho mèo không? Thôi đừng khóc. Rồi sao không cho cưng? Phải chứ nó rồi. Hay là dạ dày thì gì bà ta? Sao? Dạ máy mèo hư rồi, em đặt em mua máy mới cho mèo ha. Chị thấy vậy đi chứ, chị nói cưng tự nhiên sinh nhật rồi cưng bài ra rồi hả giờ vậy? Thôi đừng khóc, xin lỗi. Dạ mà tôi lẽ sao tôi làm chiều nay có máy cho mèo chim mà được rồi đúng không? Đúng đưa tay đây. Đúng rồi đưa tay đây. Thôi mày giận đúng rồi. Giờ em sẽ làm chiều nay là có máy cho mèo. Em sẽ mua một cái máy mới. Đúng rồi, chị thấy vậy được á. Rồi đến đây mèo, tôi mua máy mới cho mèo, tôi mua máy mới. Xịn lên máy này luôn. Em đặt mua máy mới liền vậy đây. Chị đây tôi đặt liền đi chứ đẩy mèo mà khóc kiểu này hoài các bạn ơi. Chị đây con mắt nào xem dù dù luôn chị Banda. Mẹ đừng có khóc. Để tôi cắm dây điện vô rồi tôi sẽ đặt mua máy mới cho mèo trong vòng 1 phút 20 giây. Tại sao mình lại chơi ngu như vậy? Rút kinh nghiệm nghe. Rút kinh nghiệm chị Ban ơi, tại chị suối em nè. Gì vậy? Tại nãy cưng đòi nghe chị ủng hộ cưng thôi. Nhưng mà chị đừng lo, những cái trường hợp nguy cấp như thế này á. Nhưng mà có nhanh không? Nhanh. Tốc hành không? Tốc hành luôn. Phải kẹp nha, kẹp cho mèo trim nha. Kẹp. Mấy bạn khoan đã tha đổ lỗi cho mình mọi người. Coi tới khúc này các bạn sẽ thấy anh Phước thiên tài như thế nào. Cưng mà làm không kịp hả? Chị nói cưng hồi nữa cái phòng này thành lũ lụt luôn á. Chị coi em nè, em làm tốc độ cao lắm, bây giờ em sẽ chọn vô là đâu rồi? BC Gaming phải là siêu cao cấp mấy bạn. Đây em có rồi chị Banda. Mèo đừng có khóc, tôi sẽ mua liền cho mèo. Thôi thôi thôi, nín đi nín đi. Thôi ít nhất cũng phải chờ một hai ngày mới có máy tính chứ. Không không, tôi mua hàng mèo nhớ ghi đen không? Cái chỗ mà tôi với mèo hồi đó thường lên Sài Gòn mua đồ rồi đó. Mình mỗi lần mình muốn mua ghia đồ là mình chạy qua đó mình mua đó, mua linh kiện máy tính á mèo nhớ không? Nhưng mà bây giờ mình ở nhà mà có nhanh được không? Mặc dù trong cái mùa dịch này nhưng mà đừng lo, tôi chọn phương án ship nhanh nhất có thể luôn. Đi ship là có liền mèo. Yên tâm, người ta sẽ giao tận nhà cho mình, lắp ráp cho mình luôn. Người ta giao nguyên thùng máy tính qua chỉ cần gắn lên cái là thay thế được cái thùng của mèo liền nha. Ồ, hay vậy. Ngày mai người ta mới giao. Tôi chọn phương án giao nhanh lắm, giao trong vòng 24 tiếng. Nhưng mà nhiều khi á là tôi nói gấp quá là người ta giao trước 24 tiếng cho mèo luôn mèo. Giờ từ đây tới chiều là khi làm tôi biết có máy tính riêng cho tôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Nên sinh nhật không được đi chơi, không có quà. Giờ cũng hư luôn cái máy tính nữa. Thôi, thôi, tôi sẽ tặng cho mèo một cái máy tính siêu xịn vào ngày sinh nhật của mèo được không? Để mèo khóc hoài tôi nghiệp tới trời. Tôi đâu biết đâu đó là sự cố. Nhưng mà đừng lo. Nói rồi, chiều nay giao hàng cấp tốc. Thiệt. Tới sáng người ta ăn sớm, người ta chuẩn bị rồi. Thôi. Thôi đi làm tóc rồi bị bắt cắt nữa. Giờ dễ hơn. Thôi thôi không sao sao. Bây giờ mình đang cùng nhau chờ tới khi có máy tính mấy bạn ơi. 2000 years later. Ô. Hút về. Hey. Woo. Từ không ngờ giao hàng nhanh tới vậy luôn. Tôi chạy cũng thật là bất ngờ luôn á. Từ em đã kêu người ta lắp máy sẵn cho em luôn rồi nên em không cần phải lắp nữa chị Linh à. Ê công nhận chỗ này uy tín thiệt ha, giao đúng giờ thiệt luôn. Từ ơi tạch quá đúng giờ. Wow. Đây thùng máy tính của mèo nè. Xem em inbox thùng này chị Banda. Trời, dịch giấy mặt mèo như chưa tin lắm. Em sẽ inbox thùng cho mèo coi nè chị Banda. Đây nè, hư hỏi cái thùng máy tính để tôi sửa cho. Cái này là em cắt ra sẵn nè chị Banda. Em okay. Phải kiểm tra thử coi người ta có đã lắp. Đúng rồi, kia. Người ta giao mình phải kiểm hàng chứ. Mấy bạn ơi, đáng lẽ mấy bạn là cái thùng này là người ta sẽ lắp lên cho mình luôn mấy bạn. Nhưng mà mình thấy hôm nay đang là mùa dịch nữa, với lại mình thấy có lỗi với mèo quá nên mình sẽ tự lắp bằng chính bản thân của mình. Hy vọng là mình lắp thùng này lên, thùng này nó không bị như cái thùng đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ inbox cái này ra mấy bạn ơi. Từ cái tay ơi. Cắt cho. Cắt cái gì đây để tôi. Mèo yên tâm, tôi mở ra cho mèo nè, nguyên cái thùng này là mới cứng luôn nè mèo ơi. Thùng này bự quá hả? Bự chứ sao không bự, thùng này bự mà xịn nó phải bự thôi. Tôi lấy ra cho nè. Thấy chưa, đẹp chưa mèo? Đây. To quá hả? To chứ. Ui. Đó, thùng máy mới của mèo nè. Đây. Thấy chưa, cái này. Ô, cái nó xịn vậy. Wow. Ba chìa khóa cái đó rồi đó nha. Đẹp không chị Banda? Đẹp, nó mở ra đảo hả? Đảo vậy? Thùng máy này là thùng máy mới của mèo mọi người. Đẹp không? Nè, mọi người xem nè mọi người. Thùng máy của mèo này đẹp như thế không mọi người? Thùng máy mới của mèo. Nè, RTX luôn nè mèo. RTX á? Nè, cái này nè mèo, đằng sau cái fan của MSI con rồng đỏ này nè. Đó chính là cấu hình là CPU AMD Ryzen 9 3900X. Wow. Lần đầu tiên chúng ta xài dòng 9 dòng AMD luôn mèo. Wow. Tại tôi tin chắc là nó sẽ rất là xịn mèo. Nó vừa tốt vừa xịn nè mèo, nghĩ coi chứ 12 nhân mà 24 luồng. Mèo chơi Minecraft mèo render video là thoải mái luôn, livestream là thấy mượt mà luôn mèo. Chưa nói tới là cái card đồ họa đỉnh cao này nè mèo. RTX mà không phải là phiên bản cùi cùi đâu, này là phiên bản Mazda.
mát ga 2080 super xịn luôn, cực kỳ đã luôn. Cái này mà chơi Minecraft shader đúng không? Tôi nói thiệt, mèo chỉnh mát setting luôn mèo. RAM nữa chứ, RAM là bao nhiêu cây? 1, 2, 3, 4 cây 32GB, mỗi cây 8GB. Cái này mèo chơi Minecraft mèo chỉnh một lần là 24GB cho Minecraft luôn mèo. Mèo vẫn còn dư mười mấy GB, mèo mở thêm một chục tab Google Chrome, mèo lướt web, mèo lướt Facebook, mèo coi phim đều các kiểu là mượt luôn á mèo. Được. Vậy vừa chơi game vừa học được không? Được. Vậy vừa coi phim vừa học được không? Bình thường. Vậy vừa học. Ê, vừa học sao vừa coi phim được, vừa học mà vừa coi phim là mẹ vô lấy cây quất cho bầm đầu luôn á. Ôi thùng máy này người ta làm rất là gọn nha mọi người. Tuy là ship qua online nha mọi người, nhưng mà người ta, mấy bạn thấy người ta đi dây không? Ở phía sau hình như mà còn ghi điện đâu luôn, đẹp lắm luôn nè. Đâu? Rồi đi qua đằng sau coi chị Banh đây. Wow, đúng là đẹp thiệt mọi người. Người ta đi dây hết dưới này luôn nè mèo. Tôi phải nói là thật sự là quá tuyệt vời mọi người ơi. Đúng là hình như cái thùng này chị thấy đi cái đường đồ nó sắc sảo thì nó nét quá ha. Ờ chứ không phải như thùng của em đi đúng dây tà lè chị Banh đây. Đây mèo, mày có biết thùng này là cái thùng mà của hãng Mệt Y, là thùng xịn nhất luôn mèo. Ủa con đồng đỏ giống logo của Mệt Y nè đúng không? Đúng rồi, cái này là logo của Mệt Y nè, cái thằng fan tản nhiệt của Mệt Y. Cái này full bộ của Mệt Y luôn nè. Ờ full luôn. Men này là men của Mệt Y luôn nha. Cái men này cũng là men Mệt Y luôn nè mèo, mà này là men bo, tôi nhớ là 570X hay X570 vậy mèo. Men này khá là đắt tiền nha. Cái này là nguyên bộ rồng, nhìn đẹp quá chị Bên Đây. Đúng luôn, mấy bạn, này là nguyên một bộ rồng đỏ luôn á. Từ ơi, mèo thấy thùng máy này đẹp không mèo, xịn không? Nhìn là thấy là quá đẹp mấy bạn, mình mua ở GVN vừa rẻ mà vừa nhanh mấy bạn. Đúng là GVN là cái chỗ mà bán ghê mà tôi thấy thật là ưng ý mèo ơi. Lần sau lắp máy mới có lên đó mua nữa không? Dĩ nhiên là lần sau tôi lắp máy mới, cái clip này được 100.000 like nha mọi người. Mình sẽ quay clip mình đi tới GVN mình lắp hai con máy xịn cực kỳ luôn các bạn. À vậy cái này cho tôi xài tạm đi, rồi tới khi nào lắp máy đẹp hơn thì tôi với ông lên GVN lắp cái máy đẹp hơn được không? Mẹ chịu không? Tôi lắp là tôi phải tản nhiệt nước đầy đủ á mèo. Tạm thời thì tôi xài tạm cái này đi, khi nào ông thay thùng máy mới có dẫn tôi theo để tôi thay thùng máy mới luôn. Ừ, ok, còn cái này mình sẽ chán, mình sẽ cho Happy các bạn. Ok. À, chị Banda có thừa kế cái này không? Ồ, chị thừa kế chứ, chị khoái lắm. Trời ơi, của Happy, chị Banda bây giờ để tôi lắp cái này lên đi. Tao chỉ cần máy để lên đơ. Rồi, bây giờ có máy rồi đó, mẹ nhanh đi. Thùng máy này là thùng máy full MSI của GVN đó. Mua cắt tóc luôn, ship cắt tóc trong ngày luôn, mà thấy không? Chưa đầy 24 tiếng là mình có máy rồi đó. Kẹp ngày sinh nhật của mèo luôn. Thôi cho ông là có cái thùng máy này á, chứ không thôi là ngày hôm nay là coi chứ hả? Nghỉ chơi với ông tới già luôn, tôi nghĩ là chuyện với ông luôn á. Vậy tính ra là GVN đã cứu mạng tôi. Chị họ đặt máy, đặt máy quá nhanh. Không, chị nghỉ chơi không đâu mà còn nhiều thứ khác sẽ xảy ra lắm đúng không chị Banda? Đúng rồi. Chưa nói thôi là mình đã đổ mồ hôi rồi bạn ơi. Mà nghĩ là thùng máy này đẹp thiệt nào. À, vừa bự vừa đẹp nữa. Em phải xách tôi rời vô cái này nó mát rượi luôn. Ê, công nhận nha, hai cái fan nó to còn hơn hai cái tay của tôi nữa. Thật giờ tôi thấy thùng máy của mèo ha, người ta xếp dây cách gọn gàng rất là dễ chịu đúng không? À. Còn giờ nhìn lại thùng của tôi thấy xếp dây chán lắm mèo ơi. Ok mấy bạn ơi. Thì cái chữ đó là logo của GVN đó mèo ơi. Nếu các bạn có nhu cầu muốn lên thùng máy mới giống như mèo thì các bạn hãy lên GVN, giao máy cực nhanh, làm máy cực đẹp mấy bạn. Nói chung là mình hoàn hảo, mình thấy rất là tuyệt vời. Mọi người không có thời gian đi thì mọi người có thể lên web GVN.com hoặc fanpage nữa mèo, để mấy bạn có thể đặt hàng online. Còn không thì các bạn có thể lên Facebook để tìm fanpage của GVN để nhận sự hỗ trợ nhanh nhất có thể. Và chúng ta sẽ được một thùng máy siêu đẹp và không phải GVN chỉ bán những thùng máy đắt tiền thôi nha. Thùng máy tầm nào cũng có mấy bạn. Tùy mỗi người có thể mua thùng máy cỡ nào cũng có hết. Từ rẻ cho tới mắc, từ học sinh cho tới game thủ, chúng ta có thể mua được tất cả bên trên GVN luôn. Đúng rồi. Còn bây giờ thì tôi chắc tôi phải lên GVN tôi sạc tiếp thùng máy dành cho tôi có mèo ơi. Chứ để cái bàn của tôi nhìn vậy nè, còn có bánh sáng đủ thứ hết. Bye bye mọi người. Bye bye.